kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, thứ Sáu ngày 8 tháng 11 năm 2024, sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Đắk Lắk có 6 sáng kiến thúc đẩy nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ hành chính công. Hiệu quả công tác giảm nghèo ở huyện Buôn Đôn. Huyện Krông Pom sôi nổi các hoạt động chào mừng 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk. Tổng thống Mỹ đề xuất chuyển giao quyền lực suôn sẻ. Nhiều nước khẳng định mong muốn hợp tác với chính quyền mới ở Mỹ là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 7 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Mờ Ga đã tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2024 và phổ biến quán triệt một số luật mới ban hành. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Mờ Ga đã phổ biến và quán triệt nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật Đất đai. Qua 11 năm triển khai thực hiện, Ngày Pháp luật trên địa bàn huyện Chư Mờ Ga ngày càng được tiến hành đồng bộ, hiệu quả, gắn với chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị địa phương và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Huyện đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại về chính sách pháp luật giữa chính quyền địa phương với người dân và doanh nghiệp, tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua cổ động trực quan, pano áp phích, băng rôn, tờ rơi và bảng điện tử. Đặc biệt, trước tình hình phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, huyện đã đổi mới sáng tạo, xây dựng được nhiều mô hình hay cách làm mới trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, giúp người dân tiếp cận thông tin pháp luật nhanh chóng, tiện lợi và thi hành một cách hiệu quả. Ngày 7 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Ea Leo đã tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024. Năm 2024, huyện Ea Leo đã tổ chức 19 hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với hơn 2.000 lượt người tham dự, tổ chức 20 buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với 11.215 lượt người tham gia. Huyện đã đổi mới, đa dạng hóa thêm nhiều hình thức tuyên truyền như xây dựng các chuyên mục, tin bài trên hệ thống truyền thanh cơ sở, trên cổng thông tin điện tử, thông qua hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở cơ sở, biên soạn và cấp 19.200 tờ gấp tuyên truyền pháp luật. Toàn huyện hiện có 176 tổ hòa giải với 1.044 hòa giải viên. Trong năm 2024, đã tiếp nhận và giải quyết 145 vụ việc, trong đó hòa giải thành công 137 vụ việc, đạt tỷ lệ 94,5%. Năm 2023, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Đắk Lắk đạt 87,33 điểm, xếp thứ 28 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. So với năm 2022, tăng 2,86 điểm, cải thiện 10 bậc. Chỉ số sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023 của tỉnh đạt 81,49%, xếp thứ 39 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 1,02%. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của những mô hình sáng kiến thúc đẩy nâng cao hiệu lực hiệu quả phục vụ hành chính công. Cho năm 2023, toàn tỉnh có 6 sáng kiến cải cách hành chính, cách làm mới được Trung ương ghi nhận đánh giá cao. Để khuyến khích nhân rộng những mô hình sáng kiến hữu ích trong cải cách hành chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức phát động các cuộc thi để tạo sức lan tỏa, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị định hướng nghiên cứu phát huy những giải pháp sáng kiến phù hợp để tạo bước đột phá trong cải cách hành chính của tỉnh, qua đó xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, minh bạch, vững mạnh, hiện đại. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tỷ lệ lao động là nữ ở Đắk Lắk làm việc trong khu nông nghiệp ở mức cao. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chính sách đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ và đạt được một số kết quả nổi bật. Tỷ lệ tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu nông nghiệp trên tổng số lao động nữ có việc làm là trên 59%, tỷ lệ nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã là 27%. Trên 90% phụ nữ được tiếp cận với các dịch vụ y tế, công chức viên chức nữ được tuyển dụng chiếm tỷ lệ cao, đạt 50% tổng số tuyển dụng. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng công chức viên chức nữ được quan tâm, chú trọng.
Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo được triển khai thực hiện nhiều năm qua, huyện Buôn Đôn đã tích cực lồng ghép các chương trình, dự án tạo nên nguồn lực tổng hợp trong công tác giảm nghèo ở địa phương. Gia đình ông Phan Đình Trước tại xã Tân Hòa thuộc diện hộ nghèo, nhờ được sự quan tâm của chính quyền địa phương, gia đình ông được hỗ trợ một con bò sinh sản và tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi. Đảng và nhà nước, rồi bên hộ nghèo, rồi bên cựu chiến binh tạo điều kiện này thì hai ông bà ở nhà trồng cỏ, nuôi gà, nuôi bò. Hai năm là được một con, thì bán được, nếu được giá thì được hơn chục triệu, mà không được giá thì được 7-8 triệu, thì cũng cuộc sống đỡ vất vả. Tương tự gia đình ông Trước, gia đình anh Vương Văn Thắng tại xã Tân Hòa cũng được hỗ trợ bò giống từ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và học nghề để cải thiện thu nhập. Vừa rồi đây là chính quyền địa phương là hỗ trợ cho con bò, cũng để phát triển kinh tế thôi. Là tôi cũng cảm ơn chính quyền đã hỗ trợ cho tôi con bò để thoát nghèo. Thời gian qua, thông qua các chương trình giảm nghèo, huyện Buôn Đôn đã từng bước giúp người dân nâng cao đời sống, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện mỗi năm giảm trên 3%. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác giảm nghèo. Qua thông qua các lớp tập huấn về chăn nuôi, thú y, đào tạo nghề ngắn hạn, kết hợp cùng với các chương trình mục tiêu lớn khác của nhà nước như là chương trình 1719, phát triển kinh tế xã hội, và chương trình nông thôn mới, vân vân. Ba cái chương trình lớn này nó kết hợp lại với nhau, tạo nên một cái bộ mặt nông thôn mới hoàn toàn là rất là khởi sắc và đáng phấn khởi so với cái thời điểm 10-20 năm trước đây. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Buôn Đôn tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo để nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả cao phù hợp với điều kiện địa phương. Thưa quý vị và các bạn, chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, huyện Trong Pong đã tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động phong trào thi đua. Đến nay, các công trình, mô hình, phần việc đã được hoàn thành, qua đó tạo không khí vui tươi, tích cực hướng về ngày trọng đại của tỉnh. Công trình gia cố mái kênh chính và các hạng mục phụ trợ thuộc công trình thủy lợi Krông Kma là một trong những công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk. Công trình có tổng mức đầu tư 23,5 tỷ đồng, có chiều dài 2,57 km, nằm dọc theo đường từ tỉnh lộ 12 vào khu du lịch thác Krông Kma. Với khí thế thi đua lao động sôi nổi, quyết tâm cao, đến nay công trình đã hoàn thành trước 2 tháng so với mục tiêu đề ra. Công trình hoàn thành sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tưới tiêu cho các cánh đồng, đồng thời tạo mỹ quan đô thị, khơi dậy tiềm năng du lịch của huyện. Với vai trò của ban quản lý dự án thì cũng phối hợp với các đơn vị có liên quan, cũng thường xuyên đôn đốc và đẩy nhanh cái tiến độ, đảm bảo kịp thời và để kịp chào mừng cái kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk. Được ở trong căn nhà tình nghĩa đúng vào dịp kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh, bà Ngô Thị Ban ở thôn 8 xã Chư Cực Ti vô cùng phấn khởi. Bà Ban là con gái duy nhất của liệt sĩ Ngô Xuân Khương, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Được hỗ trợ 100 triệu đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa, giúp bà Ban có được ngôi nhà mới kiên cố, khang trang. Cái mặt mai mà nhà nước hỗ trợ cho thêm cho con, cái chồng đi làm thuê làm mướn như vậy. Để dành lộn cái nhòa cho con được, ngỡ chứ không cũng không có chi. Cho nên mà không có số tiền này là cũng không lộn được. Hướng về kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh, thời gian qua, huyện Krông Pong đã triển khai các phong trào thi đua ở tất cả các lĩnh vực. Đến nay, huyện đã bàn giao hàng trăm căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho người nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở, hoàn thành dự án ổn định, sắp xếp dân cư tại chỗ cho đồng bào dân tộc thiểu số Buôn Tình Lia, xã Hòa Phong. Các phong trào thi đua lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới cũng lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Chào mừng cái 120 năm thành lập tỉnh, thì Phòng Lao động Thương binh Xã hội cũng thực hiện cái việc mà hỗ trợ xây nhà cũng như là sửa chữa nhà cho các cái gia đình chính sách có công cũng như là thân nhân người có công. Thì trong cái dịp này thì là Phòng Lao động Thương binh Xã hội cũng hỗ trợ cho 11 gia đình là thân nhân người có công.
Thì địa phương chúng tôi hiện nay là đã tiến hành bàn giao các nhà, mà đặc biệt là gia đình chính sách thì có nhà chị Ngô Thị Ban đây. Tỉnh thì hỗ trợ cho 60 triệu, huyện hỗ trợ cho dân 30 triệu và địa phương thì đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận hỗ trợ 10 triệu. Cho đến nay thì cơ bản là chúng tôi cũng đã bàn giao. Hòa cùng sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, người dân huyện Trong Pông rất phấn khởi trước sự đổi thay của quê hương. Đây là dịp để mỗi người hiểu thêm về quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Đắk Lắk, đồng thời khơi dậy lòng tự hào, khát vọng vươn lên, tiếp tục chung tay đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển.